Nay 13 à 14 tháng 11. Mình lại nhận được mấy đơn hàng đây. Có những cái đơn nó sáng đỏ như này là họ họ giao rồi nhá. 11 đơn đang giao. Chờ lấy hàng còn 2 đang giao 10 11. Thì có những đơn sáng đỏ như này, 1 này. 1 này. 2 này, 3, 4 này. Có 4 đơn. Ok, thì bây giờ bên mình sẽ ra chỗ thùng hàng bên mình để lấy nhé. Rồi vào bóc hộp cùng anh em xem. Đây là giỏ hàng của bên mình. Rồi. Nhặt đủ 4. Cái gì nặng thế này? Để nhặt đi. À có 2 đơn của TikTok Shop nữa. Em hình như là 6 đơn thì phải. À 4 đơn Shopee và 2 đơn là TikTok Shop nữa. Rồi. Đi. Bắt đầu bây giờ mình có mấy đơn hàng ở đây. Bây giờ bọn mình sẽ mở hộp từng đơn COD một. Cái bé trước đi, xem cái bé là gì. Nhỏ mở luôn cái bé đi. Tốp đồ nghề.vn. Cái này của kênh Góc Công Nghệ thì mới có giá trị. Đấy là đai đeo lam châm. Rồi ok. Sao một gói. Cái này là toàn trúng sốc thôi. Đầu bàn chải PS mua cho mẹ. Ok, ra bóc sản phẩm tiếp. Mẹ bóc gì nào, bọn mình đặt hết sang bên này. Thẻ bảo hành hay là thẻ càng cảm ơn. Cả cái gì? Thì sẽ mở từng hộp anh. Một chiếc kìm Wiha bi cắt cộng lực xịn sò. Cái này cũng thuộc kênh của Góc Công Nghệ.com. Nó là hai hộp mà lối một đấy. Cắt đôi ra. Cái thoát nước chậu rửa mặt, à chậu rửa bát. Ok, mình mua một đôi. Hôm nay đã mở hàng hết cái đơn của hôm nay rồi, với cả TikTok Shop rồi. Đây là cái ấy. Đây là chậu rửa mặt quảng cáo TikTok đấy. Hứng ấy này, hứng rau củ quả này, ví dụ như cái rác thải này. Ok đấy, giới thiệu qua từng cái một nữa rồi. Xong rồi hai cái đấy xong để sang bên luôn. Mình mở cái kìm Wiha bi cắt. Cái này của kênh Góc Công Nghệ.com. Nó chỉ mở được một bên thôi à? Lại cả đúng không? Được hai bên mà. Thế à? Nhưng mà sao nó hướng chỉ có về bên này thôi? Chắc nó do cái gì đấy đó. Rồi ok. Đây để ra kênh Góc Công Nghệ test sau. Rồi kênh Góc Công Nghệ test sau. Mở hộp lốt cái chuông báo khách xem nào. Ringtone à, nói chữ ringtone này ra. Ok. Có ốc lợ đi kèm.
ba quả Pin pin bé kìa, mình rất ghét pin bé. thử nắp này nhá. À nhưng mà Thôi cái này cái này là phải có hai hai đầu chứ đúng không? mở thôi, còn nắp nó sẽ ở kênh góc công nghệ, nắp đặt sẽ là kênh góc công nghệ. Ok ok thế thôi là hết rồi. Ok các bạn nha, clip mở hộp mua hàng online của bên mình đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những lần mở hộp COD tiếp theo. Đây là hai đầu bàn chải điện của Macare, không có gì cả mà anh em có để xem rồi. Ok. Xin chào hẹn tất cả anh em. Anh em đã già xem video đến đây rồi, vui lòng đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình càng thêm phát triển nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.